quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh của Toàn Audio Nam Định. Trước máy quay, chúng ta đang được chiêm ngưỡng và cùng trải nghiệm chất âm rất là uy lực của cặp loa nổi tiếng đến từ Mỹ với cặp loa Infinity SM152. Đây là một trong những model sở hữu chất âm có uy lực mạnh mẽ cho những không gian phòng khách lớn, với chất âm sở hữu 2 trong 1 cho vừa nghe nhạc. Nó có thể chơi được đa dạng các dòng nhạc, từ nhạc vàng hay nhạc trữ tình hay nhạc bolero cho tới nhạc sàn hay nhạc remix. Và một điều đặc biệt nữa, chúng ta còn thấy được rằng trên những model nổi tiếng này là một trong những cặp loa sở hữu chất âm cho karaoke ở những không gian phòng khách lớn, thể hiện chất âm rất là tuyệt vời với lời hát bay bổng và ngọt ngào, mềm mại như là Boss, và đồng thời sở hữu uy lực mạnh mẽ hơn nhiều cặp Boss 6 này một series 3 đắt đỏ trên thị trường. Với cặp loa còn đang mới và đẹp long lanh trước máy quay, chúng ta sẽ thấy được rằng đây là một trong những cặp loa rất là đáng chơi và đáng đầu tư. Với cấu hình của cặp Infinity SM152 được ví như là một gã cowboy đến từ Mỹ, sở hữu cấu hình uy lực mạnh mẽ và chơi được đa dạng các phong cách nhạc. Mời anh em cùng thưởng thức chất âm cũng như cùng ngắm nhìn lại cặp loa sang trọng bậc nhất trên giới audio với cấu hình phần thùng gỗ nặng sang trọng cao 1m ngang 46. Có trọng lượng vào khoảng 80kg và công suất trung bình ở ngưỡng 600W trên trở kháng 8 ôm và độ nhạy cao tới 102dB. Có thể chơi xuất sắc các thể loại nhạc cũng như kết hợp với karaoke. Mời anh em cùng nghe. Với từng lời hát ngọt ngào và chi tiết đến từng tiếng leng keng nhỏ nhất trên gã cowboy khủng long đến từ Mỹ, mời anh em cùng ngắm nhìn lại cấu hình tuyệt đẹp và sang trọng trước máy quay. Với cặp loa Infinity SM152 đến từ USA, được trang bị phần thùng gỗ nặng và đẹp tới từng cm. Với vân gỗ nổi bật và màu sắc nâu vàng, chúng ta có thể trang trí cho những căn phòng khách kết hợp với đồ gỗ cực kỳ là sang trọng. Tất cả của nó đẹp xuất sắc, chúng ta có thể quan sát ở những cự ly gần nhất cho Infinity SM152 đến từ Mỹ. Từng góc cạnh, mặc dù cặp loa chúng ta thấy rằng cao tới 1m ngang 46, trọng lượng nặng tới 80kg. Rất là tuyệt vời. Công suất sở hữu cho cặp loa khủng long này ở ngưỡng 600W trung bình và trở kháng 8 ôm, độ nhạy cao tới 102dB. Được thiết kế một bát siêu trầm đường kính miệng 40cm. Sở hữu gân vải, sở hữu gân mút cao su và màng noa được tẩm dầu siêu bền, có độ bền tới hàng trăm năm. Chúng ta sẽ không lo về vấn đề hỏng màng noa. Đây cũng là ưu việt của cặp loa này so với các dòng loa khác. Và đồng thời với ống hơi đường kính phi 100 phía sau lưng, mang lại cho uy lực của giải trầm cực kỳ là mạnh mẽ trên SM152. Tiếng bass xuống rất sâu, rất là mềm mại ở những không gian phòng khách lớn tới hàng trăm mét vuông. Khi hát chúng ta sẽ không tốn tới một xu để đầu tư súp và trầm. Phần bên trên của cặp SM152 này được trang bị hai trung âm đường kính 16cm cho cả phần vành loa, với màng phủ dầu và gân vải tẩm dầu siêu bền, mang lại cho lời hát cực kỳ là chi tiết và ngọt ngào khi thể hiện đa dòng nhạc cũng như kết hợp với karaoke. Và một điều đặc biệt nữa, chúng ta còn quan sát thấy trên cặp loa này được trang bị một quả siêu check nổi tiếng của hãng Infinity, với một bảng hợp kim gồm logo Infinity model SM152 đến từ Mỹ, hai volume điều chỉnh phân tần cho giải trung âm cũng như giải check rất là tiện dụng về phía mặt trước. Anh em có thể hiệu chỉnh ở mức độ tuyệt đối nhất, hỗ trợ cho các thể loại nhạc, và đồng thời khi karaoke chúng ta sẽ điều chỉnh lời của nó rất là lớn và giải check trên cặp Infinity SM152 siêu khủng long trước máy quay.
chúng ta còn thấy được rằng đây là một cặp loa còn rất mới và rất đẹp. Tôi đứt lại phía sau lưng, quý vị cùng quan sát. Mặc dù là cặp loa to và lớn khủng long, có trọng lượng nặng tới 80 kg, hai cái ống hơi như là hai cái ống cống về phía dưới chân, nhưng nó còn rất mới. Quý vị quan sát từng góc cạnh của cặp loa, hoàn toàn xứng đáng đầu tư cũng như sưu tầm những cặp loa siêu khủng đến từ Mỹ. Phía sau lưng của nó cũng vẫn rất là đẹp, chúng ta thấy rằng vân gỗ nổi bật với màu sắc nâu vàng. Nó có thể phù hợp cho mọi không gian phòng khách theo tông màu hiện đại cũng như là các cái không gian cỏ chúng ta kết hợp với trưng bày đầu gỗ. Đây cũng là cấu hình và ưu điểm của cặp loa Infinity SM152 siêu khủng long đến từ Mỹ. Phần phối ghép tôi đang phối ghép cùng với một con đẩy bãi châu Âu kết hợp với một con Vanker Dynatic CS10 và bộ mix xua UGX23 4 râu, cấu hình chuyên nghiệp cho vừa nghe nhạc lẫn vừa karaoke. Như chúng ta đang được thưởng thức chất âm, quý vị sẽ thấy được rằng nó thể hiện xuất sắc về mọi dòng nhạc cũng như uy lực của giải trầm, được anh em mệnh danh là uy lực như sấm, hoàn toàn là không sai. Trên cặp SM152 đến từ Mỹ, hoàn toàn xứng đáng với từng đồng tiền bát gạo trong phân khúc tầm giá. Tôi lưu ý rằng ở ngưỡng trên 20 triệu đồng, rất ít có đối thủ có thể so đọ được với cặp SM152. Trên kênh của Toàn Audio Nam Định 0966866552 luôn dành cho những anh em với phong cách mau lẹ nhất và những ưu đãi tốt nhất trên kênh của mình. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ chúng ta cùng quay trở lại thưởng thức với một vài giai điệu quen thuộc mà tôi hay thường test trên kênh, để quý vị sẽ thấy được rằng sự thể hiện cực kỳ là ngọt ngào và chi tiết đến từng nốt nhạc trên cặp loa siêu khủng long SM152 đến từ USA. Tình mới đến đây với em.
đời anh sẽ đến.